đâu quá ông chơi anh em đây rảnh lên online thôi, không nghỉ lâu phết rồi. Nhưng mà chỉ để cái camera này đó. Camera để chỗ này không nhìn thấy tiền. Khi chào anh em nhá, cảm ơn trai 34 nhá, rồi đó với tôi bên này, bắn chém qua đây nào, đúng rồi bắn chém mắc hai, đúng ngon luôn. Chiếc con M2 nó ngon rồi. Nhân T2 nhưng mà không ăn được nhà này. Nhà này khỏe thế, nhà này chưa zone hết. Bây giờ mua thêm vào là sợ thắng nhà này. Thôi mua thêm vào con đấy. Nhà ấy nhìn mấy con dưới cũng mẹ yếu. Chào anh em nhé. Ok. Anh em nghe rõ tiếng chứ anh em? Bên TikTok nó thông báo là giảm tiếng nên nghe rõ. Chào Trường Tồn Nghiêm Minh nhá. Em nghe thấy rõ tiếng của anh chưa? Lâu của anh hôm nay. Em nghe, chào chào Chip nhá. Anh em nghe rõ chưa? Anh bận quá, anh này hôm nay chắc gì nó này đều đâu. Tớ vừa giảm tiếng game đi rồi đấy. Ok, chào Taro nha. Nghe rõ rồi anh ạ. À, ok, cảm ơn em. Anh mấy trận thôi. Anh có chơi mấy đâu mà hỏi anh muốn đánh gì. Anh nên đánh, chắc anh đánh hắc ám rồi. Chắc. Các bạn anh ít chơi lắm, không thời gian chơi nhiều. Reset mấy mùa rồi, reset còn không đánh ấy. Mấy mùa reset danh rồi cũng có đánh mùa nào đâu. Mấy mùa người ta reset danh mà mình đâu có đánh. Mình vẫn cứ ở mức danh thấp ạ. Mùa này khả năng bắt đầu chơi lại. Đánh hắc ám thôi anh em. Chơi nếu mà chơi hắc ám. Hắc ám nó dễ chơi. À, ám vừa dễ chơi mà nó vừa khỏe ấy, mọi người. Rồi, mua bạn này đẹp ấy. Mình không thể thắng bạn này được bởi mình hết đam rồi. Có mỗi con Frentino. Có mỗi Frentino hết đam rồi. Trừ thêm 8 máu nữa. Đẹp. Trời. Nhưng bây giờ đang ở chuỗi thua nên là không cần lấy vội anh em nhé. Tại sao không lấy vội? Bởi vì là nếu mày mở cái này ra nó không có cái truy hồn thì chết. Tí nữa biết đâu đến vòng 10 nó ra cái truy hồn thì không phải lấy truy hồn nữa.
bán bớt con này đi, đưa con hay là tên này sợ lại mạnh quá. Có con hay T2 đưa lên sợ mạnh quá. Sợ mạnh quá là lại gãy mất chuỗi. Chào năng senpai nhá. Mức danh này thì các bạn hẳn yếu. Căn bản bởi vì tớ hai mùa bây giờ tớ mới đi xét xanh. Bỏ hai mùa. Ê tê vào việc đi em. Rồi ok. Điểm 10. Cày còn bị ban á. Ừ thì chuỗi thua thì nó phải trừ nhiều chứ em. Chuỗi thua trừ nhiều là chuẩn. Chuỗi thua là nó trừ nhiều máu nó đúng. Đấy phải cố gắng giữ. Giữ được tí nào hay tí thôi. Chuỗi thua bao giờ cũng xác định là bị trừ nhiều máu. Danh anh mới reset danh thấp đó. Anh hai mùa mới reset rồi. Đánh vui thôi. Đánh dần dần nó mới lên được. Đấy cái sân giải cao hơn. Rồi ok. Tớ chỉnh cho cái cam nó lên phân giải 30 fps cho anh em nhìn cho nó linh hoạt. Hôm nay anh không nai cờ, anh đi làm bóng đá. Hôm nay toàn nai bóng đá, có thời gian nai cờ đâu. Chết đời khả năng thắng bạn lắm nữa. Ui hay quá, từ từ, có Zill nó cân 2 rồi. Zill nó cân trực. Ui hay quá. Tí tang anh em ạ. Ôi rồi tí nữa thì gục ngã. Tí nữa thì gục con nhà bà ngã luôn. Anh em để cho nó vào trận rồi mua con này lên 2 nhá. Nó vào trận thì mua con nó vào trận thì mua con gì, con Frenzino lên 2 đẹp. Nó thua thêm ván nữa. Sợ quá mà gục ngã. Để bán này cho nó, cho Frenzino yếu hơn tí nữa anh em ạ. Bán đi con kia để cho mất nội tại của đầu sĩ cho Frenzino mình yếu tí nữa. Đừng chết Frenzino bán đi được. Chọc Frenzino mình. À quả hồi máu dã man đấy. Thôi mình thua rồi. Mình thua rồi. Thua là đẹp. Mục đích là thua nhá mọi người. Chết được con mắc 2 không ta. Đấm đi nó buôn, đấm cái nữa. Đấm cái nữa. Rồi. Chơi được cái mắc 2. Chơi nó ban có lý do hay là ban linh tinh. Thực ra chắc là em cũng phải đăng nhập linh tinh ở đâu đấy thì nó mới ban chứ làm gì có chuyện ban không lý do được. Đúng không? Nó chắc là lại đăng nhập ở chỗ vào các cái máy mà nó có cài phần mềm hack ấy. Mình có thể mình không hack nhưng mà cái máy nó đã cài phần mềm hack rồi thì nó ban đó. À hoặc là có thể là nó ban do mình chơi giả lập đúng không? Anh đang chơi giả lập đấy. Chơi giả lập thì nó cũng ban đúng không? Phải update lên cơ. Cái giả lập của em là phải cái giả lập của em là phải update lên nhá. Tức là phải update lên phiên bản mới nhất thì nó mới không bị. Còn nếu mà em không update lên thì nó bị ban đấy. Hai đồ hơi xấu nha. Ông thần này cho hai đồ hơi xấu ấy. Thôi bây giờ phải mở cái này tìm cái truy hồn rồi. Có thì có, chả có thì chịu. Mã thể đen. Ôi không có phải chịu làm nào bây giờ anh em. Đời bạc bẽo bất công. Có chi hồn thì ngon luôn. Không có chi hồn thì chịu làm nào rồi. Cay chết rồi. Sợ thật đấy. Cày thuê nó ban trực tiếp à. Cày thuê thì người ta cấm thì chả ban. Công việc của anh em bây giờ anh em đừng like trực tiếp nữa. Anh em vẫn đánh nhưng mà ừ mà đánh mà không like lại sợ không có khách nhỉ. Đúng không? Kiểu như vậy đúng không? Anh tạo phòng chơi chung à, anh tạo phòng chứ. Anh cũng là tạo phòng nhưng mà danh này danh thấp. Sợ mọi người vào mọi người không vào được vì danh nó thấp quá. Ôi giời ơi, mã thể đen.
Đùa, nghỉ 2 tháng quay lại chơi cờ mà. Nghỉ 2 tháng quay lại chơi cờ mà cờ bịp quá, đùa. Bịp quá anh em ạ. Chắc là không muốn cho mình chơi đâu, muốn mình xóa game ạ. Chào Hải nhá. Game muốn mình xóa game rồi. Bịp quá mà thôi, đùa. Quá bịp. Thiên hạ để nhất bịp. Hai cái vùng miệng này nếu mà đánh ở danh thách đấu thì thôi chắc là nhấn vào bánh răng thoát game ngay lập tức. Chào Vũ nhá. Chào An Nguyễn, chào Hải. Đánh ở danh thách đấu là thoát game luôn ấy, danh này thì vẫn gồng được. Danh này vẫn gồng tốt. Giống hai ngon rồi. Mình 4 tháng ám nó khỏe, khỏe nam. Ông thần này có thường xuyên phà. Ở cờ 3 mùa vẫn thế, nói chung là nó thay đổi tí tí. Thay đổi không quá nhiều. Soi bạn này mà vẫn đánh đánh được. Mình bắn tỉa. Các bạn Fresno khỏe quá. Sao tránh nhá. Nhỏ quá nhỉ. Nhưng nhà Fresno là tí nữa vớ được vốt cát là thôi nhìn tắt điện ngay. Fresno đây gặp vốt cát như gặp bố luôn. Khóc. Khóc một dòng sông. Dòng sông ai đã đặt tên. Giờ sao ta? Giờ chả có gì đánh. Có quê giờ. Lại mới chứ, Nakiman. Cho tiểu nóng nữ nhé. Về nét hăng ám khỏe. Nếu mà nó chính xác hơn về nét thì phải là thú ma. Thú nhân ma tộc khỏe nhất. Bao nhiêu mùa rồi mình vẫn bảo lưu quan điểm đấy. Bởi vì game cũng không thay đổi nhiều. Về cơ bản thú ma tộc đúng không? Khỏe nhất là nó khắc chế gần như là hết. Chào bắt đây nha. Ok anh chào Nam Công. Rôn phát nữa này cho nó. Bây giờ không rôn nữa anh em. Bây giờ 40 tiền là số tiền ấy rồi. Anh em đừng chỉ thấp hơn 40 tiền. Tình yêu có từ nơi anh đi qua năm tháng đời trường. Bán đời anh tiền rôn. Sao trời nó qua mặt lưới rơi đầy xuống dòng sông sâu. Thiếu AZK anh em ạ. Đúng rồi, có AZK thì ngon. Chào bát bớt đây nha. Chào tránh nguyên nhé. Thực ra đánh nguyên tố là dễ đánh đấy anh em ạ. Bởi vì danh thấp các bạn hay đánh trợ thủ. Nếu mà các bạn đánh trợ thủ mình đánh nguyên tố thì mình khắc được. Không cho cái thương luôn. Ủa ác, game ác như thú. Chào Xuân Luận nhá. Anh có thời gian đánh đâu. Đi làm suốt live stream một trả nai. Đã thời gian live stream đã không có rồi còn neo top cờ nữa thì. Neo top cờ phải những bạn thứ nhất là vừa đánh giỏi, vừa thứ hai vừa có thời gian. Thời gian quan trọng, không có thời gian thì neo top kiểu gì. Neo top này cần thời gian lắm nhỉ. Cày, người ta gọi cày top ấy. Có chứ tránh. Chào Quang nhé. Anh mới đánh trở lại sau 2 tháng nghỉ. Chào Hồ nhé.
Thực ra đeo top thì 24 trên 24 anh em bảo còn đi làm ai đi ai đánh được. Đeo top thì một số bạn như ngày xưa tớ biết là một số bạn bạn đánh mấy bạn đánh chung một nick ấy. Không thì không không đeo được đâu. Đây nói thật anh em. Cãi sao? Anh em bảo làm gì có ai sức khỏe đánh một ngày đánh đánh liên tục vào lịch sử đấu xem nhiều ông còn giấu chen lịch sử đấu gì. Mình thì chả bao giờ mình chen lịch sử đấu. Mình đánh mỗi mình nick mình không bao giờ cho ai. Xưa đánh là các ông thần như là neo top là phải 2-3 người chơi chung mới chơi được ấy ạ. Nó mệt. Người chứ phải máy đâu. Người cũng có con người. Đâu phải là robot đâu mà chơi được cả ngày. Đúng không anh em? Ngày xưa thì nó như vậy. Ai cũng chả biết điều đó. Chả ai là người không biết điều đó cả. Ôi tớ bán đời con ma pháp thì tớ đếch cần. Tớ ấy ở đây tớ không cần lên cấp. Một là thế, hai là tôi chơi 5 năm bây giờ gà. Gà thứ hai là cái điện thoại mình đếch đếch 5 năm đấy anh em ạ. Thầy chưa đi dạy dạy chiều cơ. Tuấn Anh à? Tuấn Anh lớp K64 à? Chiều thầy dạy. Sáng có thể dạy đâu. Cái điện thoại của tôi bây giờ nó yếu quá anh em ạ. Cái điện thoại đánh vào combat nó tụt FPS. Có đánh ở đâu. Kỹ năng top thách đấu. Kỹ năng người top thách đấu ấy. Mỗi tội là điện thoại nó không cho phép rồi. Đen rồi. Điện thoại tôi ngon tí rồi. Chết với tôi. Khó quá mà. Trời bắt đầu chuyển rét anh em cẩn thận. Ông thần này có thương xuyên phà. Xoay mấy ông mạnh mạnh anh em, không cần xoay mấy ông yếu. Quan trọng nhất mấy ông mạnh, mấy ông khỏe khỏe mấy ông ấy đánh mình dư ba. Quan trọng mấy ông khỏe thôi, mấy ông yếu thì thôi. Mấy ông yếu buông tha. Buông tha người ta thì. Điện thoại iPhone 8 ấy, iPhone 8 nhưng mà mình nhấn nỡ may mình nhấn cập nhật nó lên rồi. Mình cập nhật phần mềm nó lên rồi nên ra là nó không nó bị đơ. Giảm hết cấu hình xuống rồi đấy. Chứ mà vào có bát nó cứ tụt FPS đi xuân đoạn rồi. iPhone 8 nó yếu lắm. Nó ngày xưa thì nó chơi ngon đấy nhưng mà giờ đỡ đâu. Hay ông một ông để thương người ông thường như kia ui ba ông thương để quá Vũ Hào ba ông người có thương nhỉ. Mình mà có cái truy hồn thì chắc là không ngán luôn. Không có truy hồn hơi sợ tí. Đánh cái game này là cái truy hồn là bá nhất đấy. Mở 2 rượu vàng ra truy hồn. Nini đúng rồi, tìm Nini ngon. Tại mày tìm Nini ngon. Tớ không cần lên cấp luôn. Tớ đánh ở đây, tớ đánh 9 con là quá đủ. 9 con là quá đủ cho một cuộc tình. Nini đây này. Nhưng mà bây giờ có Vulcat rồi. Có Nini nhưng mà lại có Vulcat thì thôi nhỉ. Không cần Nini Ana nữa. Cho Vulcat cái niềm vật mệnh. Không đào gì ngồi nay vậy. Không làm ăn gì rồi lại. Tôi nghỉ 2 tháng tôi mới nay. Chiều tôi mới đi làm, sáng tôi nghỉ. Sáng tôi nghỉ thì nay thôi. Chiều đi làm thì lại chịu. Chiều đi làm không muốn nay ngày nay được. Đồ chuẩn Richter. Mấy ai đánh đâu ta. Ơ sao có cái truy hồn. À cướp trang bị à. Ui giời ơi. Tự nhiên bảo ở đâu có truy hồn. Cướp trang bị nghe bạn. Ngon. Tự dưng được cái truy hồn hay quá nhỉ. Trời ơi.
Hợp lý quá à. Ba dương. Mở ba dương đi em ạ. Thầy nhục nhục. Không đâu ấy nhục. Cướp trang bị. Cướp trang bị. Cứ mãi nói chuyện đấy để ý. Ba dương đi em ạ. À quên ba. Ừ đúng rồi. Mở mở ba dương. Xuân đèn á. Chết vô này chắc. Chết vô này chắc. Ở à, đây là vô mình à. Ôi nhìn mắt 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 kém quá. Vô mình mà mình tưởng là vô người ta thì bảo chết chắc. Thiếu mana. Phải phải có ấy cơ. Ừ tớ vừa cướp được bảo sao. Phải có anh em phải có ma pháp viện em đẩy nữa. Mở ba dương vàng ra ba cái vương miện này anh em này. Đỉnh cao luôn. Thôi rồi trận này đen sao đỏ được. Chấp nhận. Chào Đào Quang nhá. Vôn cát lấy cái sách này cho vôn cát đây. Zone giờ sấy sát thương phép của anh. Ơ trong này thì nó là ulti ra sát thương phép. lúc nó bắn thường thì không có phép nhưng mà lúc mà nó sấy ulti thì là sát thương phép. Trời ơi. Bài của mình càng lúc càng khỏe luôn đấy mọi người. Xem ông trăm máu đấy. À xem ông này trăm máu nãy rồi. Đây đẹp. Chết luôn. Chạy. Quả này ơi mất khối máu luôn. Xem nó bao nhiêu nhá. 71 máu của bao nhiêu nhá. 71 máu xếp này giảm đau đấy. Bao nhiêu. 71 máu quả này trừ bao nhiêu đây. Trừ bao nhiêu khai ra. Thu thánh sợ nô man á. Nói chung chính xác là nó sợ con thên nữa chứ nô man chả sợ. Không chơi chơi gì bây giờ. Mỗi người một sở thích. Tôi thích gì tôi chơi. Anh em cứ áp đặt. Anh em không thích thì anh em không chơi. Chả biết ông trừ bao nhiêu máu quả rồi anh em. Là nếu mà để mà so sánh thì cái này nó chơi nó chán hơn game cờ khác. Là cái phải công nhận rồi. Nhưng mà mỗi người một sở thích khác nhau mọi người. Nhưng mà căn bản cũng đếch chơi được cái khác. Chơi cái khác không biết chơi thì chơi gì. Ví dụ như đánh cờ liên minh tôi đếch biết đánh. Đánh kém. Đánh kém thì để người ta bón hành cơ à. Bây giờ đi học đánh chứ biết có biết đánh đâu mà học. À có biết chơi đâu mà học. Học anh nhiều ngày xưa anh em bảo học đi học chơi cờ liên minh đi nhưng mà cũng lớn tuổi học không vào đầu. Lại cướp được trang bị của ông này đấy anh ạ. Chứ 39 điểm à. Vãi nó bao nhiêu con này nó khỏe. Anh thì anh bận quá rồi. Anh thì không nghỉ. Thực ra mình bận quá mình không nên like được nhá mọi người. Chứ còn bảo nghỉ hẳn cơ mình cũng chẳng nghỉ. Bởi vì có thời gian thì anh nên like này thôi. Mất gì đâu. Nên ngồi nay nói chuyện đây. Mạng nhà có sẵn rồi. Mọi thứ đều có sẵn rồi. Kiểu như vậy ấy, mọi người. Livestream này cũng là kiểu nói chuyện mọi người cho nó vui. Quên mất rồi con Zil không bay. Má để con tướng đúng kiểu báo hại con Zil không bay. Lại cướp bạn này. Bạn này đi được thắng luôn rồi. Bạn này thắng quá rồi mình biết ngay. Tá gọi dùng nd player nhá anh em nhá. Đồ xấu nhưng mà cướp được trang bị. Từ cướp được một cái truy hồn này, cướp được một cái thương này thì cũng chẳng cần. Ủa sợ đồ không em? Hai khiêng bốn vùng miệng danh thấp mà nghỉ